chủ động hơn. Ở sát anh em đi chị, anh chị. Cho bánh đêm đây khác. Mặt tại quán của Nam Phi nha cả nhà. Thì đây là cái đoạn đường mà ở đầu đường chỗ Nam Phi bán này cả nhà ơi. Ở xe rất là đông nha. Bên đây là chợ nha cả nhà. Ở chợ. Thì đây. Đây là Nam Phi nha cả nhà. Đó, thì bây giờ cho cả nhà xem cái hiện tại Nam Phi đang nướng cái mỡ của bò chài nè. Bò mỡ chài, chài mỡ bò. Quá trời bò luôn. Bò bánh chai. Mà ngon nha cả nhà. Ở đây là cái địa chỉ cũng như là số điện thoại của Nam Phi, đây là địa chỉ 442 Hồ Lạp nha cả nhà. Rồi số điện thoại, nếu mà cả nhà ở xa thì có thể gọi vào số điện thoại 0909903221. Ở đâu thì Nam Phi cũng giao hết nha, ở xa thì mình sẽ chịu tiền phí ship do app nó trả nha cả nhà. Đây là Nam Phi hôm nay thì mình qua bên đây thì thấy rất là đầy đủ món luôn. Rất là đầy đủ món luôn nha cả nhà. Đây. Bây giờ mình sẽ hỏi Nam Phi đi. Đây. Hôm nay rất là đầy đủ món luôn. Ở đây là bò lá lớp nè. Bò mái chai, bò lụa xả. Bò lụa. Đây bò lụa xả luôn thì. Ở đây nhà lụa xả coi. Đây bò lụa xả đây cả nhà. Thì đó, nhà cầm thì có Nam Phi cầm nha. Đây. Cái này là Nam Phi đã nướng sơ qua rồi nha cả nhà. Một tí nữa khi mà mình mua thì Nam Phi sẽ bỏ lên đây và nướng lại một lần nữa cho cả nhà. Còn cái đây là những cái phần bò đã lớp nhưng mà là chưa nướng nha. Đây bò đã lớp là chưa nướng nè. Còn bên đây là phần bò mỡ chài cũng là chưa nướng luôn. Đó thì một tí xíu nữa thì Nam Phi sẽ nướng sơ qua giống vậy. Chưa lụi luôn à. Đây là chưa có ấy luôn ở nhà. Một tí nữa sẽ nướng sơ qua giống vậy. Ở đây là nướng sơ qua thôi nha, cho cái mỡ nó săn lại nha cả nhà. Xong thì mình sẽ để đó là khi nào mà khách đến mua thì mình sẽ nướng lại giống vậy. Đó, nướng lại cho nó chín giống vậy nè cả nhà. Đó, mỡ sôi luôn. Hấp dẫn không? Một phần thì là 25.000 ở đây à. Còn bò lụa xả thì bao nhiêu một cây vậy? Một cây 15, hai cây thì 30 á. Một cây 15.000 nha cả nhà. Đó, cả nhà mua một cây vẫn bán nha. Mua ba cây vẫn bán luôn. Mua 10 cây cũng bán luôn nha cả nhà. Mua càng nhiều là bán hết. Mua hết cũng bán luôn. Ai ra mà đặt trước hết cũng bán luôn nha. Đặt đám tiệc không? Đặt đám tiệc đám cưới luôn không? Nhưng mà Nam Phi là bán hết nha cả nhà. Chiều khoảng tầm 3 giờ rưỡi là Nam Phi đã có mặt ở địa chỉ 442 Hồ Lạm rồi. Thì cả nhà cứ đến địa chỉ ở đây và cả nhà sẽ gặp Nam Phi liền kế bên điện máy xanh. Đó, cái này nó mở đi nhiễu luôn nè. Thì khu đoạn đường này rất là đông nha cả nhà, khách á đi chợ nè. Số anh chị đi chợ cũng được. Ví dụ mình ra đây mình mua bò lá lớp này, xong mình có thể ghé qua bên chợ để mình đi chợ luôn. Đó. Còn đây là cái khu mà đầu điện xanh điện đỏ. Đó, cái nhà thấy không? Rất là đông luôn. Đây xe mưa nữa anh tưởng sụp đổ kìa. À quên vụ hôm qua nữa, hôm qua mưa cuối cùng hết luôn, hết sớm đúng không? Hết sớm anh. Đó. 8 giờ là hết hả? Đang mưa á. Trời mưa là vừa mưa là hết luôn á. Trời ơi. Phần ghê luôn. Phần ghê luôn. Đúng không? Qua mưa lớn kinh khủng. Bằng chị. Rồi, có một chị đến chào mua hai phần lá lớp, hai phần mỡ chài để cả nhà đó. Thì khi mà cả nhà đến mua thì Nam Phi sẽ nướng lại vậy nè. Nó sẽ nướng lại cho cả nhà luôn nha. Nướng lại hết. Nhất là cho nó thật là nóng lên, thứ hai nữa là cho nó
những cái phần bò nào nó chưa chín thì nó sẽ chín hết lại vậy cả nhà. Để làm là nó phần ngon luôn. Thơm không? Hồi nãy là ra qua quận 8 luôn hả thì? Dạ. Và quận 8 ở quận 8 thì mình sẽ đặt shipper trên app hay sao? Đặt bên bên hàng Hamu á anh. À. Như cái anh nó mua rồi xong là anh nó nhắn tin cho em. Rồi địa chỉ như cái là em tự bóc về em giao qua đó. À. Rồi tiền ship là khách trả đúng không? Dạ bên anh chịu. Đó tiền ship thì là các bạn sẽ tự chịu giúp Nam Thi nha. Nhưng mà ở đâu cũng được hết. Gò Vấp, Hóc Môn, quận 12 hay là nhà bè gì đó là áp giao là mình sẽ có giao Bình Thạnh đó anh. Bình Thạnh luôn hả? Không tôi tôi lên gì đó mấy ấy nó nóng chín hết luôn hả? Chín hết luôn tôi tôi gì đó trung hợp nó hay chị ha, mình thấy nó tôi tôi gì không trung hợp nó hay chị ha, ăn còn phỏng thỏ luôn. Anh thích ăn nóng vậy á, càng nóng ăn nó càng ngon á. Ở đây mình sẽ ăn với lại kèm với lại khế nha cả nhà, khế nè rồi chuối nè rồi bánh tráng rồi bún nha, rất là ngon luôn. Chỉ có 25.000 một phần thôi. Đây là những cái phần bò mà chưa có đang là nhiều. Đã chưa? Đây là những cái phần bò mà mình chưa có nướng nha. Đó là lớp. Mình sẽ kèm ăn với lại rau sống, và đặc biệt ở đây là của Nam Thi là nó sẽ có rau rừng nha cả nhà. Ở những chỗ khác thì nó sẽ không có rau rừng. Đó. Thật sự là những em ăn ở những chỗ khác thì nó sẽ không có rau rừng. Ở những chỗ khác thì chỉ có rau cải bình thường, chuối đó, rồi như rồi đó, chứ không có rau rừng là rất là hiếm, lại rau rừng nó rất là mắc nữa cả nhà, nó rất là mắc và mình phải đi sớm đến ngoài chợ á, rồi nếu mà mình phải đi đến chợ đầu mối để mình mua. Đây là Nam Thi sẽ bỏ xiên mấy cái sò bò lên, xong rồi sẽ nướng sơ lên đúng không Thi? Dạ. Đó, giống như các bạn thấy ở trên cái dĩ là Nam Thi đang sò xong, Nam Thi sẽ nướng sơ qua. Đó. À, các bạn. Đang nướng là khói mình không có không được. Lại bên đây đó là cái bò nào chưa nướng á thì Nam Thi sẽ bỏ riêng một khủy cả nhà, còn bò mà nướng rồi sẽ bỏ riêng một khủy và nướng như là nướng sơ qua cho nó chín khoảng là 70%. Rồi sau đó mà khi mà khách đến mua thì mình sẽ nướng lại một lần nữa cho nướng nó luôn, nó đã chín luôn 100%. Đó. Nhất là cho nó chín hết, thứ hai là cho cái cục thịt bò nó lại nóng lên. Đúng rồi. Ngon. Đây là bò. Đây là phần bò mà mình chờ chưa có nướng nè. Đó, thịt không các bạn thấy không? Bò không. Nghe có nhiều người chưa hiểu bò mà mỡ chài là sao luôn á. Đây nè, cho cả nhà xem bò mà mỡ chài nè. Nghĩa là giống như là thành phần giống như là bò đã lớp luôn, nhưng mà mình sẽ quấn cái mỡ chài thay vì là mình quấn cái miếng lá lớp. Đúng rồi. Đó. Và nó ăn vô dành này là dành cho những bạn mà thích ăn béo. Đúng rồi. Thì ai thích ăn béo thì sẽ là ăn bò mỡ chài. À đây nè, không có lớp mỡ ngoài là lớp mỡ chài nè cả nhà. Đó, trong cái bò. Đó. Mỏng lắm. Mỏng sánh nè cả nhà. Nướng hồi nó teo lại. Nhà cho cả nhà xem luôn, có những chỗ á thì mình cái cục thịt bò khi mà chưa nướng nó cũng nó sẽ bự nha, nhưng mà có những chỗ nướng rồi nó teo nhỏ xíu, nhưng mà riêng ở chỗ Nam Thi á, đây là cục thịt bò bình thường đó và chưa nướng, khi mà nướng rồi á thì nó cũng vẫn vậy luôn nha cả nhà, có nghĩa là chứng tỏ ở đây là cái lượng thịt nó nhiều nó không bị teo lại, là cái gia vị hợp với lại cái gia vị cái thật sự thì nếu mà các bạn nào mà yêu thích những món ăn miền Tây á thì bò lá lốt của Nam Thi thì nó sẽ đậm chất miền Tây luôn, nghĩa là cái hương vị và cái gia vị nó là theo kiểu miền Tây, nó sẽ có một hương vị riêng nó theo kiểu miền Tây cả nhà, rất là ngon. Thì cả nhà ai mà yêu mến Nam Thi thì có thể với số 442 hoặc liên hệ với số điện thoại của Nam Thi nha, 0909903221 để mình hãy gọi trực tiếp cho Nam Thi luôn và mình sẽ đặt cái lượng bò mình muốn yêu thích, và nếu bạn ở xa thì có thể nói Nam Thi sẽ book trên app Ahamo gì đó sẽ gửi đến cho các bạn và các bạn sẽ trả giúp tiền ship cho giúp Nam Thi. Đó.
giờ mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Chào mọi người nha.